Alright, now repeat anime class. Chapter 2. Chapter 2. At school. At school. At school. At school. 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 At school. At school. At school. At school. Yes, uh-huh. So today what do we learn? So first, we learn vocabulary about the topic at school. We learn about functions of nouns, chức năng của danh từ. We learn about countable nouns and uncountable nouns, singular nouns and plural nouns. Để đếm được, không đếm được, số ít và số nhiều. Alright. And we learn about the plural forms of nouns, dạng số nhiều của danh từ. And this is what we will learn. Alright. Now let's read these words together. Last what? Classroom. Yes, again, a classroom. A classroom. What? A classroom. This? A book. Yeah. Again? A book. Yes. What? A book. Buh. What? Buh. Ooh. What? Ka. Book. What? A book. 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 A book. A book. And what? Chair. Yes, chair. A chair. A chair. What? A chair. A table. Yes, a table. A table. What? A bag. A bag. A bag. 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 What? All right, look here. What? Air. Air. All right. What? Can. Can. What? D. D. What? Shen. Shen. What? Us. No. 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 Okay. What? Air conditioner. Yes. Air conditioner. Air conditioner. Again, air conditioner. Air conditioner. An 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 air conditioner. Again? An air conditioner. Again? An air conditioner. Alright, yes, what? A clock. Yes, a clock. A clock. A air conditioner. An air conditioner. A bag. A bag. A table. A table. A chair. A chair. A book. A book. A classroom. A classroom. Again? A classroom. Again? A classroom. Again? A classroom. Again? A classroom. What? A classroom. Yes, what? A book. A book, what? A chair. A chair, what? A table, what? A bag. A bag, what? An air conditioner. Yes, what? A clock. A clock. What? A clock. What? The. But. What? Or. What? The. What? Board. The. What? Board. 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 Đó chính là cái o bo xong đưa lưỡi lên vị trí rồi board board đọc đờ board 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 board. 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 Again. Again, that's a board. A board. Next. Pen. Yes, a pen. A pen. Next. A bench. Bench. Again. Bench. What? Pen. What? So, what? Pencil. Pencil. Cái ờ nó không cần thế này với thế này. Pencil. 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 A pencil. Pencil. What? Spatula. What? Spatula. What? What? Eight. What? Spades. What? Table. Alright, what?
Staple. What? The So what? Stapler. Yeah, stapler. 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 Right? Stapler. Stapler. Again, what? Stapler. Stapler. A stapler. A stapler. Next. Computer. What? Computer. Yes. What? Come. Yes. You. What? Yes, what? Computer. Yes, computer. 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 À, dứt tờ này nó đọng nhẹ lại, thành chữ đờ. Computer. 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 A computer. A computer. Again? Tuấn Anh? A computer. A computer. Yes, again, a computer. A computer. Alright, next one. Mouse. What? Mouse. 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 What? Mouse. Yes, mouse. Mouse. A mouse. A mouse. Yes, what? Key. Key. What? Keyboard. Yes, what? Keyboard. 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 A keyboard. A keyboard. A mouse. A mouse. A computer. A computer. A stapler. A stapler. A pencil. A pencil. A pen. A pen. A board. A board. Again. A board. 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 Oh, board. 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 Done. Board. Board. Again. Board. A board. What? Pen. A pen, what? Pencil. What? A stapler. Stapler. A stapler. What? Computer. What? A mouse. What? Keyboard. A keyboard. A keyboard. What? A classroom. What? A book. What? A chair. What? Table. What? A bag. What? A neck. A neck listener. Yes, what? A clock. Yes, what? A window. A window. Yes, what? Work. Work. Right? E. E what? No. What? Win. What? Window. No, what? Window. 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 A window. A window. Yes, what? Work. What? Way. A. What? Way. Way, what? Waste. Waste, what? Waste. Waste, yes. Waste. What? Bus. Bus. Okay, what? Pocket. Kit, right? What? Waste basket. Waste basket. Waste basket. Waste basket. Waste basket. Waste basket. A waste basket. A waste basket. Again. A waste basket. Yes. A waste basket. Yes, again. A waste basket. A waste basket. 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 Next, calendar. What? Care. Care. Okay. What? Learn. Learn. What? The. Yes, what? Calendar. Da da da. Calendar. 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 A 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 calendar. Next. What? Bus. Okay. What? Compass. Yes, compass. Compass. A compass. And this? What? Folder. Yes, what? Folder. The what? Folder. 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 A folder. A folder. What? A folder. Again? Marker. What? Marker. Yes, marker. 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 Marker.
marker. A marker. A marker. Again? A marker. Mark. Mark. A. Marker. Marker. Huh? A marker. T. Again, a marker. A marker. What? A map. Yes. A map. A map. A marker. A marker. A folder. A folder. A compass. A compass. A calendar. A calendar. A wastebasket. A wastebasket. A window. A window. Again. A window. What? A wastebasket. What? A calendar. A calendar. What? Compass. A compass. A compass. What? A folder. A folder. What? A marker. A marker. What? A map. A map. What? Bench. Yes. A bench. A bench. What? A ruler. A ruler. A ruler. What? A radio. A radio. Yes. A radio. A radio. All right. What? Chef. What? Yes. What? No. No. Yes, what? Sharpener. 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 A sharpener. A sharpener. A sharpener. A sharpener. What? A city. Yes. What? City. D. What? City. 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 A city. A city. What? A floor. Yes, a floor. A floor. A floor. A floor. What? A house. A house. 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 A house. House. A floor. A floor. A floor. A city. A city. A sharpener. A sharpener. A radio. A radio. A ruler. A ruler. A bench. A bench. A bench. A bench. Again? A bench. What? A ruler. What? A radio. What? A sharpener. Sharpener. What? A city. A city. What? A floor. What? A house. A house. What? No. A window. A window. What? A waste basket. Again, a waste basket. A waste basket. Basket. A waste basket. What? A calendar. A calendar. What? A compass. A compass. What? A folder. What? A marker. What? A map. A map. Okay, what? What? B. What? Back. A. What? Back. K. Back. K. K. What? Back. Yes. What? P. What? A. What? K. What? Pack. Yes. What? Back. 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 Hai cái này khác nhau. Back. Pack. Nhưng nó phải dừng ở giữa. Back. Pack. Back. Pack. Back. 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 Backpack. 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 Okay. Again, a backpack. A backpack. All right, next. What? Eraser. 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 Yes. Eraser. Eraser. The. 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 Eraser. Eraser. Yes. An eraser. An eraser. An eraser. An eraser. Alright, next. What? Book. Book. What? Shelf. 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 Bookshelf. 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 Đây cũng dừng ở gì? A bookshelf. A bookshelf. Book. 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 A bookshelf. A bookshelf. A bookshelf. Yes, yes. A bookshelf. Book. A bookshelf. What? A
Money. Money. Yes. What? War. Water. 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 It's 28 degrees and mostly cloudy in Ho Chi Minh City. Water. Water. According to Wikipedia, water is a polar inorganic compound that is at room temperature and tasteless in odor. Again, water. Water. What? Time. What? Time. What? Time. I. What? Time. What? Time. Đọc thai rất thai. 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 Thai y một cái thai. Thai. Nó đọc xong. Time. 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 Chứ không phải là time nữa. Time. 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 Paper. Yes, nghĩa là chúng ta viết phiên âm chữ paper này, chúng ta tự viết nào. Đúng rồi, paper. Tất nhiên đọc sao viết vậy rồi, con nào viết có đúng không? Ai là? Đọc ta mình có viết vậy không? Paper. Viết cả phụ âm nữa. Mấy cái tên mật khẩu chứ không có tên tài khoản này. Đó là cái trang web để mình vô thôi. Jessica. Không, tài khoản là cái email của mình ấy. Bỏ nuôi đi rồi còn cái email của mình. Dạ. Cái gì đó trang gì đó. Dùng cái tên đăng nhập là email của chị á. Bỏ cái ai còn không đúng rồi, vào cái trang web để đúng rồi. Dạ, vô trang này. Vào đăng nhập, mình sẽ có tài khoản. Vô facebook.com này, vô tài khoản thì mật khẩu vậy đó. Tên mật khẩu là bây giờ mình đi số email của mình, đi Gmail của mình, bỏ cái đuôi công an bằng Gmail á. Bỏ cái đuôi, đi vô luôn. Gmail của mình là gì? Hả? Hả? Bỏ đuôi đi là còn cái tài khoản đăng nhập. Là nó đó. Finished! Alright, good. Paper. Where? Paper. Right. Okay, yes. Go on. Paper. Right. Very good. Again, paper. Paper. Time. Time. Water. Water. Money. Money. A bookshelf. An eraser. Eraser. A backpack. A backpack. Again? A backpack. What? An eraser. What? Bookshelf. What? Money. What? Water. Water. What? Time. What? Paper. Okay, yes, that's it. Any new words? Từ nào chúng ta không biết, nhìn hình chúng ta không biết. Huh?
An air conditioner, that one. Đồ bấm á. Đồ bấm à? Stapler. Stapler. Đồ bấm kim. Máy bấm kim. Sharpener. Stapler. Sharpener là gì? Cái gọt bấm chì. Yes. Right. Anything else? A marker. What is a marker? Yes, this one. Waste basket, okay, short wrap. Có sao chúng ta học cái từ thùng rác này nó lại khác. Thùng rác là trash can. Nó có dạng thùng, nó có dạng basket, dạng short. Alright, chúng ta đọc là a classroom. A classroom. A book. A book. A chair. A chair. A table. A table. A bag. Bag. An air conditioner. An air conditioner. A clock. A clock. Again, what? A classroom. A classroom. What? Book. A book. What? A chair. A chair. What? A table. A table. What? A bag. A bag. What? An air conditioner. What? A clock. Yes. A board. A board. A pen. A pen. A pencil. A pencil. A stapler. Stapler. A computer. Computer. A mouse. A mouse. A keyboard. A keyboard. Again, what? Board. A board. Board. What? Pen. A pen. What? Pencil. Pencil. What? Stapler. A stapler. What? Computer. A computer. What? Mouse. A mouse. What? Keyboard. A keyboard. A window. A window. A waste basket. A waste basket. A calendar. A calendar. A compass. A compass. A folder. A folder. A marker. A mark. A map. A map. Again? A window. What? Waste. A waste basket. What? A calendar. What? A compass. What? A folder. A folder. What? A marker. A marker. What? A map. A bench. Bench. A ruler. Ruler. A radio. Radio. A sharpener. A sharpener. A city. City. A floor. A floor. A house. A house. Again. Bench. A bench. Bench. What? A ruler. A ruler. What? Radio. A radio. What? A sharpener. Sharpener. What? City. A city. What? A floor. What? House. A house. Yes. Right. A backpack. Backpack. An eraser. Later. A bookshelf. A bookshelf. Money. Money. Water. Water. Time. Time. Paper. Paper. Again. Backpack. What? An eraser. What? Bookshelf. 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 What? Money. 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 What? Water. Water. What? Time. 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 What? Paper. 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 Yes, I am. No. About what? A table. A table. Yes. Cái này chúng ta có thể nhìn từ ngoài này. Bấm vào đây cho nó đọc. A classroom. A book. A book. A book. What? A chair. A table. A bag. Yes. A bag. What? A clock. What? A clock. Yes. An air conditioner. An air conditioner. Yes. A board. Yes, rồi chúng ta vào từng phần, từng phần, từng phần một để chúng ta học. Này. Cái trang web của mình là Christy.com, chúng ta muốn đăng nhập vô. A bookshelf. A cái word ở? A bookshelf. A bookshelf. Mới bước bằng một từ nhỉ? Đấy. Tuấn Anh. Radio. A radio. Đấy, trang. Time. 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 An air conditioner. A stapler. A stapler. A stapler. 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 Yes, what? Ruler. A sharpener. A sharpener. A sharpener. House. 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 What?
Classroom. Yes, don't I? A basket, a waste 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 basket, a waste
City. A city. A city. Computer. A computer. Clock. A clock. A clock. Mouse. A mouse. A mouse. Money. 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 A board. A board. A floor. A floor. Pencil. A pencil. A pencil. Eraser. An eraser. Eraser. Nói sao là chúng ta vô những từ nào chúng ta không biết á, chúng ta không có nhớ, chúng ta sẽ bấm vào cái dấu sao để mình nốt lại ha. Để sau đó mình sẽ học riêng những từ đó. Sau đó mình chọn study six star terms. Đúng rồi, là nó phải là những từ dấu sao. Lúc nãy mình bấm I was ở a stapler. A bag. A bag. What? A marker. What? A waste basket. What? An eraser. What? A sharpener. That's right. Stapler. Sau đó chúng ta vô phần, mình có thể vô phần match. Match. Match thì chúng ta sẽ nối. Chúng ta thả cái hình một cái chữ hoặc cái chữ vào hình. A keyboard, a computer, a window, a sharpener, a CD, a water, a bag. Đó, đó. Tuấn Anh thiểu lên đây ngồi. Okay. Làm nhanh nhất có thể... Vừa làm vừa đọc. Thấy gì làm vừa đọc chứ chơi quăng quăng vậy thôi. Mấy nghĩ gì đó mà đọc chơi đây là phần này để đang nghĩa thôi, nhưng mà nó có nhiều phần back là, back còn phần khác thì mình vừa đọc nên đọc là rất là lâu. Làm lần nữa đi tôi kìa. A city, a chair, a folder, and a reader. Very good. Right, thank you. I turn this down. Play again. Vừa làm vừa đọc. Không. Cái gì? Lâu quá hả? Thank you. Good. Chúng ta chưa xong, chúng ta phải biết mình xếp ở đâu. Nó mới nhiều quá. Nè, Xuân Công này là đứng thứ 15, 7,5 giây. Đứng thứ 15.
Văn bản cao nhất là 4,7 giây. Cái này người ta chơi trên điện thoại, nó có app trên điện thoại, rất là nhanh, chỉ cần bấm vào này là xong, chứ không phải kéo các cái à. Alright, that is match. Đấy, xong phần match, chúng ta qua phần learn. Learn thì nói như thế này. Cái từ mà match nghĩa là gì? Match là nối. Nối. Không lẽ trước chị học tiếng Anh như thế từ đó? Thì thi toàn có match. A time. Time. Spell it. Đánh vần nào. T. I. M. E. Rồi đó. Chúng ta phải gõ từ đó vô lựa chọn. Chúng ta from with Vietnamese, bắt đầu bằng tiếng Việt, sau đó bật tiếng lên để nghe nó đọc. Alright. What? The radio. Yes, a space. Chữ này cách dấu cách chúng ta đọc là space. 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 So a space. What else? A space. R. 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 A. D. I. Oh, a radio. Yes, a radio. Correct. See. Chúng ta bấm bất kỳ bấm nút nào, chúng ta bấm enter. Right. Again, a. Classroom. Spell it. Space. C. L. A. S. S. R. O. O. N. A classroom. Yes. What? What is it? A bench. A. A space. Space. B. E. N. C. H. A bench. What? Window. Space. W. E. I. N. D. O. W. A window. Correct. What? Pencil. A pencil. A. Space. P. E. N. C. I. L. A pencil. What? A. Space. B. O. R. A. R. A board. Yes. What? Bag. A space. A. B. A. Z. G. A bag. Yes. What? Computer. Yes, A space. C. O. N. P. U. C. E. T. A computer. Yes, right, what? Calendar. A space. C. E. E. M. M. L. E, N, D, E, một lèo E luôn. Chữ A là chữ A calendar. Nhiều A hơn chữ A E. Hai chữ A, một chữ E thôi. Ở giữa. Một M ở giữa, hai anh hai đầu. Hai nghe. Yes, what? Yes, spell it. A N space. A I R space. Cái đó gọi là hyphen. Hyphen. Yes. C O N D I C C T D I O N O N cái gì đó là L á, đúng không? N A L an air conditioner. Nó dịch mất rồi. Ở đây. Nó dịch mất rồi. Bookshelf. Yes. A space. B O O K.
S E H H E L S E A O S A bookshelf. Rồi đọc đúng là viết đúng a bookshelf. Okay, what? A space. S. T. I. L. Không nhìn lên đây mà đọc đúng không? E. A sharpener. Ồ, lộn, tao sai lộn. Cái cục gọn với lại cái gì đó. Đó, lộn hai cái này nè. Sắp rồi nè ha. A stapler. Rồi mất. What is it? A compass. A space. C-O-M-P-I-S-S A compass. What? Book. A space. A book. Right, đó là learn. Chúng ta cứ tiếp tục và đến lúc hết rồi thôi. Sau đó những cái nào vòng thứ hai, những cái nào sai ở vòng thứ nhất, chúng ta sẽ phải chơi lại. Phần cuối cùng là cái này, gravity. Mình cứ phải chơi theo thứ tự giống như lúc nãy thầy chị. À, theo thứ tự cũng được nhưng mà phần này nó sẽ khó hơn. Thì chúng ta chơi cái này trước, chúng ta chơi cái này nó hợp lý hơn. Phần này thì vừa phải nhớ từ, vừa phải nhớ chữ. Chúng ta chơi này, chúng ta cần chủ chúng ta nhớ từ, nhớ cách viết đi luôn. Không phải cái này chúng ta chơi sau cùng. Hai cái này chúng ta có thể chơi hoặc không đều được. Đối với những bài cực kỳ khó, từ khó viết thì nên chơi phần này. Phần này thì người ta đọc cho mình sẵn rồi, người ta cho nghĩa rồi, người ta đọc cho mình rồi mình ghi vô thì nó giống phần này nhưng nó dễ hơn. Giống hệ này. A bookshelf. Đó, người ta đọc cho bookshelf, cái giá sách. Đó, chúng ta gõ vô. Người ta đọc là mình biết. Đúng rồi. Còn lỡ mình gõ sai thì nó sẽ đánh về nhà mình luôn. A window. W-I-N-D-O-W. A window. Còn cái phần sau cùng là cái phần này chúng ta chơi sau cùng. Cái này trên chúng ta sẽ không có. Cái này không phải để học. Cái này là để dùng hoạt động ở trên lớp thôi. Gravity, get started. Rồi, chúng ta chọn dấu sao hoặc tất cả, chúng ta chọn tất cả. Chúng ta chọn start with Vietnamese. Chúng ta chọn mức độ là medium, vừa. Thì thông thường nó mặc định thế này luôn. Chúng ta cứ vậy, chúng ta let's go thôi. Chữ thì rơi trên này xuống, chữ tiếng Việt rơi trên này xuống, chúng ta gọi chữ tiếng Anh vào. Theo thời gian, lên level càng cao nó rơi càng nhanh. Đó. Clock. Nó thầy đã chọn level khó để cho nó nhanh đỡ mất thời gian. Nè. Nó sẽ rơi rất là nhanh. Chúng ta phải gõ thật là nhanh mới được. What? Washroom. Yes. Washroom. What? The clock. Alright. What? The stapler. A sharpener. What? Pen. What? Conditioner. No, you might know. What? What? Pen. Ruler. Yes. Mới level 1 thôi, mới level 2 thôi. What? Map. What? House. Yes. What else? Radio. Uh-huh. Bookshelf. Bookshelf. Yes. Money. Yes. You know, phóng ra rồi. Time. Yes. Bag. Alright. Compass. Mouse. A mouse. Ball. City. Yeah. Chair. A stapler. 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 Stapler.
Yes. Paper. Càng ngày nó càng nhanh hơn mà. Mouse. Nhưng mà đọc tốc độ vào. Camera. Book. Time. Time. Folder. Time. Classroom. 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 Mail. Folder. Okay. Yes. What else? Radio. Radio. Window. Computer. Water. Water. Waste bucket. Khi mà chúng ta gõ sai nó sẽ biến thành màu đỏ. Nó sẽ biến thành màu đỏ. Còn chích nó rơi mà chúng ta sai nữa là chúng ta chết. Đó, bây giờ đây này. Ồ, nhanh vô. Cái này bấm gì? Staple là Compass. Bag. Ball. Folder. Calendar. Trời đất, tưởng như ca rồi. Chết rồi. Nhanh quá rồi, người này không kịp á. Không kịp lắm. You got first place and unlock grab the badge. Nhất rồi. Nhanh nhất. Tôi nói cả các bạn đã ok, yes. Vừa chúng ta vừa luyện từ, vừa luyện đánh máy luôn. Cái này chúng ta muốn đánh được nhanh, chúng ta phải không nhìn bàn phím. Nếu nhìn bàn phím là chúng ta biết nó rơi cái gì đây nè. Tại vì là em quên đánh tiếng Việt đó. Vậy là em thôi chắc rồi. Vậy là mình bỏ. Mình tập chưa? Mình tập vào... Chưa. Chưa hả? Chưa làm. Đây, về nhà làm nha. Ok. Dạ. Sao không có làm nó bị phản nha. Sao em nhớ được làm gì này đây. À, Tuấn Anh sẽ về nhà sẽ làm một quyển khác. Ờ à, đúng rồi. Bữa nay sẽ có bài tập khác sẽ làm một quyển khác. Now we learn grammar, classes of nouns. Say classes of nouns. Classes of nouns. Các lớp danh từ và danh từ nó thì gọi tên những cái gì, right? So nouns can be persons. Persons. Like an assistant or Bill Gates, you know, persons, places. Places. Okay, places. 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 Places.
All right, nơi chốn. All right, a college or Hà Nội. College. Right, things. 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 Computer and email. Đồ vật. Right, animals. Animal. Animals. 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 Okay, like a dog or a cat. All right, ideas. 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 And qualities. 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 Alright. Cái này là ý tưởng hoặc là một cái phẩm chất. Freedom or friendliness. Là những danh từ trừu tượng. Alright. So nouns can be persons. Person. Places. Places. Things. Things. Animals. Animals. Ideas and qualities. Ideas and qualities. Ideas and qualities. Danh từ nó thể gọi tên những này. Again, what? Nouns can be persons, what? Places. Places, got things, things got animals, got ideas and qualities, alright? Again, now can be persons. What else? Places, things, animals, ideas on qualities. Again, persons, places, things, animals, ideas and qualities, yes. That is classes of nouns. Now functions of nouns. So functions of nouns. Functions of nouns. Chức năng của danh từ. Alright. So nouns can be first subject. Subject. Chủ ngữ của câu. For example, the chair is red. Here the chair is the subject of this sentence. Okay. Direct object. Direct object. Direct object. Direct object. Túc từ trực tiếp. For example, I want to buy a car. A car đây là nó túc từ trực tiếp của buy. Alright. Vì sao nó túc từ có nghĩa là gì? Túc từ là từ chịu tác động của một cái hành động. Alright. Buy nó tác động đến a car. A car cho nó gọi là túc từ. Còn là tân ngữ. Alright. Yes. Mà đây là túc từ trực tiếp. Cái hành động buy nó trực tiếp tác động lên cái a car này. Alright. Indirect object. Indirect object. Okay. Indirect object. Indirect túc từ gián tiếp. For example, I bought Laurie a book. Mua đây là quá khứ của buy, alright? I bought Laurie a book. Từ bought trường hợp này nó có hai túc từ, a book và Laurie. Tôi mua Laurie một quyển sách. Và thì túc từ trực tiếp của câu này đó là a book. Mua nó một quyển sách. Và Laurie thì là túc từ gián tiếp, nó là gián tiếp chịu cái tác động của hành động này. Tức là cái người mà nhận cái quyển sách này, alright? I bought Laurie a book. Next, object of a preposition. Object of a preposition. Pre. 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 Per. Z. Shen. Preposition. Pre. Per. Z. Shen. Preposition. 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 Zishan. Preposition. Zishan. 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 Preposition. Yes. Object of a preposition. Object of a preposition. Of a preposition. Of preposition. A preposition. Again, tonight. Preposition. 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 Shen. Shen. Again. Preposition. Yes. Object of what? Object of object of a preposition. Trang. Preposition. Object of a preposition. Object of a preposition. Pre. Pre. Z. Shen. Object of a preposition. Object of preposition. Of a preposition. Of preposition. Of a preposition. Preposition. Again, object of what? Object of a preposition. Túc từ của giới từ. For example, I met her at the coffee shop. Alright. The coffee shop here is the object of at. Túc từ của giới từ. Yeah, the coffee shop nên là túc từ của chữ at. Tôi gặp cô ta ở ở đâu? Ở quán cà phê. Alright. Next, compliment. Compliment.
Compliment. Okay, compliment. 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 Bổ ngữ. Bổ ngữ từ bổ sung thông tin cho chủ ngữ. I am a student, for example, right? A student is yep, the compliment of I, right? Những cái này chúng ta mà chúng ta sẽ những bài sau chúng ta sẽ học, right? Bây giờ chúng ta học thuộc cái này, okay? Subject. Subject. Direct object. Direct object. Indirect object. Indirect object. Object of a preposition. Object of preposition. Compliment. 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 Subject. Subject. Direct object. Direct object. Indirect object. Indirect object. Object of a preposition. Object of a preposition. Compliment. Compliment. Again what? Object. Subject. Subject. Direct object. Indirect object, what? Object of a preposition. And? Complement. Tóm lại chúng ta có ba cái subject, object và complement. Again, subject, object, complement. Again? Subject, object, complement. And we have three kinds of object, right? They are? Direct object. Indirect object. Object of a preposition. Okay, so what are the five functions of nouns? What? Subject. What? Indirect object. Direct object. What? Indirect object. What? Object of a preposition and complement. Yes, right. Now we learn about countable noun and uncountable nouns. Right. So countable nouns. Countable nouns. Countable nouns. Countable nouns. Dân từ. Điểm từ. Uncountable nouns. Again, uncountable nouns. 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 Dân từ không điểm từ. So countable nouns are things that we can count. Again, they are things that we can count. They are things that we can count. They are things that we can count. They are things, things that we can count. Yeah, nó là những thứ chúng ta có thể đếm. Đếm được những thứ chúng ta có thể đếm. What about uncountable nouns? They are things that we cannot count. Again, they are things that we cannot count. They are things that we cannot count. So how many kinds of nouns? Two. All right, what are they? Countable nouns and uncountable nouns. What are countable nouns? They are things that we can count. What are uncountable nouns? They are things that we cannot count. Again, how many kinds of nouns? Two. What are they? Countable and uncountable. What are countable nouns? They are things that we can count. And uncountable nouns? They are things that we cannot count. Yes, right. Uncountable nouns can be singular or plural. Say singular. Singular. Singular nouns. Singular nouns. Plural. 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 Plural nouns. Plural nouns. Alright, danh từ đếm được thì nó thì là số ít hoặc là số nhiều. Singular, only one. Plural, more than one. Còn danh từ không đếm được thì có số ít với số nhiều không? Không. Nó không đếm được thì nó không có số ít số nhiều. Nó không có 1, 2, 3, 4 thì nó không có số ít số nhiều. Right? Tuy nhiên chúng ta dùng nó giống danh từ số ít. We usually treat uncountable nouns as singular. Chúng ta đọc câu này. We usually treat uncountable nouns as singular. We usually treat uncountable nouns as singular. Treat uncountable nouns as singular. Alright. Chúng ta có một chú ý nữa. Chú ý rất quan trọng là khi mà danh từ đếm được là số ít, when a countable noun is singular, thì chúng ta sẽ không dùng nó một mình. Alright. Chúng ta dùng nó với những từ này. We must use it with like. Under, my, this with it. Chúng ta dùng nó với under hoặc là my hoặc là this. My đây là tính từ sở hữu, có thể my hoặc là những tính từ sở hữu khác. This hoặc là that, yeah. Hoặc là under, mạo từ. Right. For example, say a chair, a chair, an apple. My mother, this book. Right. Chúng ta nói gì? I love, you. I love a chair.
Chúng ta có nói I love chair không? I love her chair. I love chairs. Không có ở. Alright. Có nhiều thì không còn ở. Alright. Hoặc ít thì bắt buộc phải có ở hoặc cái gì đó. Alright. Tuy nhiên, I love my mother. I love this book. I love an apple. Chúng ta không nói I love book. Alright. Chúng ta nói I love books. Nếu như chúng ta muốn nói là tôi yêu sách nói chung. Đấy. Còn một quyển sách cụ thể nào đó thì chúng ta phải nói đó quyển sách nào. This book, that book, my book, her book. Còn a book là một quyển sách bất kỳ. Đấy. Còn tự nhiên nói là I love book thì người ta đã không hiểu ở đây book nào. Yes. That's it, right? Và chính vì chúng ta dùng danh từ không đếm được như một danh từ số ít, nên nếu làm chủ ngữ thì chúng ta sẽ chia động từ số ít. We use a singular verb after an uncountable noun, right? Again, we use a singular verb. We use a singular. Động từ số ít, right? After an uncountable noun. After an uncountable. Like this news is important. News is an uncountable noun. Nên chúng ta dùng is. Chứ không phải are. Your luggage looks heavy. Looks. Right? Singular. Right. Okay, and how many kinds of nouns are there? Two. What are they? Countable. Countable. And uncountable. Right. What are countable nouns? They are things that we can count. What are uncountable nouns? They are things that we cannot count. Countable nouns can be singular or plural. And we use it to uncountable noun as singular. When a noun is singular, what do we use it with? This. Okay. And after an uncountable noun, we use it with a singular verb. Alright. And now we learn about plural nouns. Alright, chúng ta học dạng số nhiều của danh từ. Plural forms of nouns. Alright. So, what is a plural noun? Plural nouns name two or more persons, places, things, activities, ideas, qualities. Alright. Nó gọi tên hai hoặc nhiều hơn những cái lúc mà chúng ta học. Người hoặc nơi chốn hoặc là ý tưởng, phẩm chất, vân vân. Alright. The form plurals are most common and proper nouns that add to the singular nouns. Hầu hết các danh từ để thành lập số nhiều chúng ta thêm s vào. Và chúng ta nói file, files, page, pages, desk, decks, keystrokes. Keystrokes là một lần bấm phím. Đó là hầu hết danh từ. Còn những trường hợp này chúng ta làm gì? What do we do? Nên để kết thúc bằng CHSSSXZ thì chúng ta làm gì? Add ES. Cho thêm ES vào. Đồng nào. Watch watches. Watch watches. Dish dishes. Dish dishes. Glass glasses. 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 Box boxes. Box boxes. Buzz buzzes. Buzz buzzes. Cũng trường hợp đặc biệt quiz. Quizzes. Quizzes là một cái bảng câu hỏi. Quiz là bảng câu hỏi. Bảng câu đố. Thì nó số nhiều của nó, nhiều bảng câu đố nó là thêm double cho Z lên. Có chữ này thôi, những chữ khác thì không làm còn lại, chúng ta không làm. Alright. Yes. Vậy thì khi nào chúng ta thêm ES? Chúng ta thêm ES khi chúng ta kết thúc bảng. Sáng. Sớm. Chó. Sủa. Dữ. Sáng. Sớm. Chó. Sủa. Dữ. Alright. Thì chúng ta thêm ES. Rồi. Right. Còn kết thúc bằng F hoặc F. FE thì sao? Chúng ta thêm nó thành. Biến nó thành VES. Chúng ta biến nó thành VES. Alright. Ví dụ ạ. Shelf. Shelves. Shelves. Wife. Wives. Wives. Scarf. Scarves. Scarves. Chúng ta có một chữ nó đặc biệt. À, chữ waf. Waf.
Đối với chữ này chúng ta thêm s hoặc biến nó thành v s là được. Wabs. 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 Cái là biến tàu, right? Còn có một số trường hợp ngoại lệ thì chúng ta không đọc biến nó thành v s, chúng ta thêm s thôi. Believe. Believe. Believes. Believe. Roof. Roof. Roofs. Roof. Chef. Chef. Chefs. Chef. Chefs có nghĩa là bếp trưởng. Bếp trưởng hoặc đầu bếp. Roof. Roof. Là mái nhà. Believe. Là niềm tin. Believe, niềm tin. Roof, mái nhà. Chef, bếp trưởng. Mà chúng ta có câu là bếp trưởng mà leo lên mái nhà thì chỉ có nấu ăn bằng niềm tin. Đúng rồi, bếp trưởng mà leo lên nấu nhà mái nhà chỉ có nấu ăn bằng niềm tin thôi, không thể nấu ăn được. Và chúng ta phải nhớ được đó là gì. We have three words: chef, roof, and believe. Again, chef. What else? Roof and believe. Yes. Okay. Rồi, nếu mà danh từ cách thức bằng y dài mà trước y dài là một phụ âm consonant. Đấy. Thì đó chúng ta sẽ biến nó thành i yes. Biến thành y ngắn và thành yes. Ví dụ policy. Policy. Policies. Policies. Copy. Copies. 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 Accessory. Accessory. Accessories. Accessories. Facility. Facility. Facilities. Facilities. Okay. Facilities. Nhớ là trước y dài phải là một phụ âm. Còn trước y dài là nguyên âm thì sao? Chúng ta thêm s bình thường. Alright, chúng ta đọc delays. Delays. Keys. Keys. Boys. Boys. Blaze. Blaze. Essays. Essays. Chúng ta không biết thế này. Key chẳng hạn, chúng ta không biết thế này. Key rồi y. Chúng ta không biết như vậy. Alright, hoặc là gì? Play. Chúng ta không biết nó là y ngắn thế này. Nó không nói gì hết. Alright. Trước nó là nguyên âm thì chúng ta thêm s bình thường. Alright. Còn từ một R chúng ta thêm ES, potato. 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 Yes, potatoes. Potatoes. Tomato. Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Mango. Mango. Mangoes. Mangoes. Alright. Từ một O thì như vậy chúng ta thêm ES. Trừ những trường hợp là hai chữ R chúng ta thêm S thôi. Tattoo. Tattoos. Tattoos. Cái này như là tattoo đấy. Chúng ta nghe tattoo chưa? Nghe quen quen đúng không? Tattoo là những cái này này. Tattoo. Hình xăm. Tattoo. À, cái vụ Sơn Tùng á. Tattoo á. Sơn Tùng sáng tác ra. Nhớ cái này. Tattoo. Đấy. Kilo. Kilos. Kilos là từ viết tắt abbreviation on the short form. Nó viết tắt là chữ kilogram. Khi đó chúng ta không thêm ES, chúng ta thêm S thôi. Piano. Piano. Cái này là cái từ mượn. Borrowed. Chúng ta không thêm S thôi. Pianos. Pianos. Alright, vậy có 3 trường hợp chúng ta chứ. Tầng cộng bằng O chúng ta không thêm ES là double O. Right? Abbreviation. Viết tắt. Borrowed. Là từ mượn. That's it. Right. Rồi, ngoài ra còn có một số trường hợp khác. Không có quy tắc. Chúng ta không thêm S, ES gì hết. Nó biến thành một cái từ hoàn toàn mới. Rồi chúng ta nói a child. Children. Children. A man. 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 A woman. A woman. This one. Cái nào sao? Women. 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 Alright. Women. 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 Alright. Next, a person. A person. Persons. Persons. People. People. A foot. A foot. Feet. Feet. A tooth. Tooth. Teeth. 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 All right. Teeth. Next. A mouse. Mouse. Mice. 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 A goose. Goose. Geese. Geese. An ox. An ox. Oxen. Oxen. A deer. A deer. 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 A fish. A fish. 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 A sheep. A sheep. 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 Okay. That's it. All right. Chúng ta mới
Vậy là thế nào mới? A goose. Một con ngỗng. A goose là một con ngỗng. An ox là con bò. Con bò đực. A deer là con hươu hoặc con nai. A sheep là con cừu. Person, a person này có hai nghĩa rất nhiều là persons, people. Thông thường chúng ta dùng people. Còn những trường hợp ngoại lệ chúng ta dùng những trường hợp mà trang trọng chúng ta dùng persons. Đặc biệt là trong mấy cái giấy tờ về luật hợp đồng này kia, nó thêm dùng persons. Rồi bây giờ nên a child chúng ta là children ha, a child. Child. Nó nói children, a child. Child. Chúng ta nói children, a child. Children. Children, right? Children. A man. Man. A woman. Women. Women. A person. Person. People. A foot. Feet. A tooth. Teeth. A child. Children. Children. A man. Man. A woman. Women. A person. Person. People. People. A foot. Feet. A mouse. Mice. A goose. Geese. An ox. A deer. Yeah. A fish. Fish. A sheep. Sheep. A mouse. Mice. A goose. Goose. Geese. Geese. An ox. Awesome. A deer. Yeah. A fish. Fish. A sheep. Sheep. Alright. Chúng ta nhớ cái này luôn. Để nhớ này chúng ta chia nó thành hai loại. À, thành nhiều nhóm. Rồi. Câu đầu tiên chúng ta phân thành hai nhóm. Nó có điểm chung là gì? Chỉ người thôi. Cái này là chỉ một phần cơ thể. Nó đều chỉ động vật. Nhưng chúng ta phân thành hai nhóm. Alright. Nhóm trên là nó khác nhau. Nhóm dưới là nó giống nhau. Alright. A child. Đọc a child. A child. Nhỏ trước. A man. Man. A woman. Ooh. Hai từ riêng trước. Cái này từ chung như thế này. A person. Person. Chung như cả ba cái luôn. Alright. A foot. Ngắn hơn. A tooth. Dài hơn. Alright. Từ nó dài hơn. Alright. So. First. A child. A child. A man. A woman. Person. A person. A tooth. A foot. A foot. And a tooth. Again what? Again, again. A child. Child. A child. Child. You say plural. A child. Child. Plural. Children. What else? Man. A man. 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 Right. Yes. A man. Man. What else? Woman. A woman. Woman. Women. Women. What else? A person. A person. Person. Persons. People. People. What else? Foot. A foot. Feet. Feet. What else? Two, three. Singular, plural, right? Singular. Child. Children. Man. Woman. Women. Person. Person. People. Food. Teeth. Two. Teeth. Teeth. Feet. Teeth. Feet. Feet. A two. A foot. Feet. Right. Feet. Rồi, và cái này nhắm thế này. Cho nên nhớ bằng cách. A mouse. Mouse. A goose. A goose. Nó ngắn dần. An ox. An ox. A deer. Deer. A fish. A fish. A sheep. A sheep. Again first. A. A mouse. A mouse. A goose. And a. An ox. Again. An ox. Again. A mouse. A goose. A goose. And. An ox. What else? A. Deer. Yeah. A deer. A fish. And a sheep. Sheep. Again. A mouse. A mouse. Plural. Moose. Nice. Mice. Mice. What else? Mice. A goose. Plural. Geese. What else? An ox. An ox. Plural. Awesome. Oxen. Awesome. What else? Deer. A deer. 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 A fish, fish, and a sheep, sheep. That's it, all right. Bài tập về nhà là chép mỗi danh từ hai dòng, một dòng số ít, một dòng số nhiều. Đúng rồi.
đây là các trang để chúng ta đã học, chúng ta chép ví dụ a classroom hoặc a book đó, sau đó chúng ta chép cho trọng số nhiều books. À, a book như vậy là hai dòng. Đúng rồi, một dòng suýt, một dòng số nhiều. Chúng ta 35 từ, 70 dòng. Rồi, đó, như vậy. Chúng ta có 4 trên từ cuối cùng, nó lên từ không đếm được. Thì chúng ta chép hai dòng giống nhau, không có số nhiều. Rồi, chúng ta có một số trên từ phải thêm S. Có một số cái phải thêm ES, ví dụ cái này. Compasses, bỏ ở đi. Rồi, bench. Benches, theo quy tắc chúng ta đã học. Alright. Radio chúng ta biến thành S. Bookshelf chúng ta biến thành VES. Chẳng hạn như vậy. Mouse sẽ biến thành này. Mice. Nó đặc biệt. Đó. Rồi, vậy hôm nay chúng ta học những cái gì? Người ta bảo classes of nouns. How many classes of nouns? Five classes of nouns. They, nouns can be persons. What else? Places, things, animals, ideas and qualities. Five functions. What are they? Subject. All right. Direct object. Indirect object. Object of a preposition and complement. All right. And also we learned two kinds of noun. Right. What are they? Countable. Yes. And countable nouns can be singular or plural. And we treat uncountable noun as singular. A singular noun, we must use it with my this. Alright, and singular noun, we use it with singular verb. Singular verb, alright. And plural nouns, we have 1, 2, 3, 4, 5 ways to make a noun plural, right? Plural. We add S, at yes, at VES, IES, and OES. Khi nào thêm S, hầu hết danh từ thêm S. Okay. Khi nào thêm ES, khi nào kết thúc bằng sáng, sớm, chó, sủa, dữ. Đấy, hoặc là thêm chữ on mà nữa là như thế này. Đấy. VES thì nó thông thường nó theo quy tắc chúng ta thay biến rồi. Tên của bằng gì? Tên của bằng gì thêm VES? F or F? E. Danh từ kết thúc bằng F hoặc FE thì chúng ta biến nó thành VES. Có 3 danh từ đặc biệt đó là gì? Bếp trưởng là chef. What else? Roof. Mái nhà và niềm tin. Yes. Chúng ta thêm S đâu. Yes, right. IES when consonant and Y. Phụ âm của người ta. Yes. OES chúng ta có 3 trường hợp ngoại lệ. Hai chữ O. Từ viết tắt và từ vựng. Alright, bài tập. Vậy nhà chúng ta nhớ làm bài tập. Và chúng ta sẽ vô web, đăng nhập vào web để học bài. Okay. Right, goodbye class. Goodbye teacher.